19 tháng 1 tại sân khấu Thủy Đình, phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình. Sở Du lịch phối hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức khai mạc lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng năm 2024. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, hội, đoàn thể, hội doanh nghiệp trẻ tỉnh. Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng được tổ chức lần đầu tiên tại phố cổ Hoa Lư với 80 gian hàng trưng bày bán các sản phẩm, mặt hàng ẩm thực, đồ uống, cây hoa Tết, đồ thủ công, trang trí, các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm và sản phẩm ô cốp của tỉnh Ninh Bình. Đến đây, du khách sẽ được mua sắm, tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian, tham dự talk show chia sẻ của người bán hàng, check-in với không gian rực rỡ sắc màu, mang đậm hương vị Tết. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã cắt băng khai mạc lễ hội và vinh danh các doanh nghiệp đóng góp tích cực trong việc tổ chức sự kiện. Tiếp đó, các đại biểu, đông đảo nhân dân và du khách đã đi tham quan các gian hàng và trải nghiệm không gian Tết xưa tại khu phố cổ Hoa Lư. Việc tái hiện lại không gian Tết xưa giúp du khách có cơ hội trải nghiệm, hoài niệm về những ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha. Thông qua hoạt động này nhằm tạo cơ hội kết nối, giới thiệu, trao đổi, hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy phát triển các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm, phục vụ khách du lịch, đảm bảo chất lượng, chuyên nghiệp, độc đáo, mang bản sắc địa phương miền cố đô. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 1 đến 14 tháng 2 năm 2024, tức mùng 5 Tết âm lịch. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.